Hello, hello! Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối, ngày thứ ba tại Hoa Kỳ, là ngày 7 tây tháng 6. Bây giờ là khoảng gần như 9 giờ tối giờ Cali, và Việt Nam các bạn đã bước qua ngày thứ tư, là ngày 8 tháng 6 rồi. Và hôm nay là một ngày mà rất là sôi động luôn, chúng ta thấy có rất nhiều thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta sẽ nói tới cái thông tin lớn nhất ngày hôm nay đó, đó chính là thông tin liên quan đến cái dự luật của Hoa Kỳ đã được đưa ra bởi hai nghị sĩ đó chính là nghị sĩ Cynthia Lummis và Kristen Gillibrand và đây là cái dự lực lớn liên quan đến crypto mà thường cũng đã chia sẻ một số chi tiết trên mạng xã hội để thôi cho chia sẻ thêm thông tin với các bạn trong video này chúng tôi cũng sẽ nói về một số những cái thông tin đã bật trong thị trường tài chính nói chung và mặc dù là CEO của JP Morgan Chase mà đã nhớ nói là chúng ta nên gồng mình để mà đối diện với một cơn bão nhưng mà chúng ta thấy được là cái uh, giám đốc đầu tư của công ty JP Morgan thì lại nghĩ là cho dù giá xăng dầu lên tới 150 đồng cho một uh, thùng đó thì cũng không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu đâu. Thì tại sao mọi người này nói như vậy trong khi mà chủ của ông ta đó chính là CEO của JP Morgan. Thì nói khác chúng ta cũng sẽ nói về thông tin này cũng như là một số những cái tài liệu nổi bật uh, được chia sẻ từ Fed của Atlanta Chúng ta cũng sẽ nói về một số thông tin nổi bật liên quan đến crypto ngày hôm nay Và đặc biệt chúng ta cũng sẽ dành thời gian để mà nói thêm về sàn Binance và Reuters Nhưng mà trước hết chúng ta thì được làm tình hình của chứng khoán hôm nay đó là một màu xanh Chỉ số Dow Jones, chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq đó là màu xanh hôm nay Tăng gần như là từ 0,8 cho đến gần 1% Chúng ta thấy được là vàng hôm nay đó thì cũng đứng một chỗ 1.850 đô cho một ounce vàng hợp đồng của dầu thì sao chúng ta sẽ thấy được là hợp đồng của dầu đó là vẫn ở mức cao là 120 đô cho một thùng dầu hiện tại và chúng ta thấy được là pre market hiện bây giờ đó thì đồng tương lai của chứng khoán là màu đỏ một chút chúng ta thấy được chỉ số Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures đã đều là màu đỏ ngày hôm nay nhưng mà chúng ta thấy hôm nay là một ngày mặc dù là cái sự di chuyển trong chứng khoán vẫn có nhưng mà chúng ta thấy được là cái sự dao động trong thị trường crypto rất là lớn luôn trong thời gian 48 giờ qua chúng ta thấy được là bắt đầu từ ngày 6 tây tháng 6 đó giá đã tăng từ cái mức là khoảng chừng 29.800 lên tới cái mức cao là 31.700 rồi chúng ta thấy được là cũng ngày hôm đó bắt đầu giá đi xuống, xuống cho đến là ngày 7 Tây là ngày hôm qua đó. Xuống chỉ còn có là 29.196 từ 31.700. Sau đó chúng ta lại thấy được là đi hàng ngang vài tiếng đồng hồ rồi hồi sáng này lại đột ngột tăng mạnh ngược trở lên tới cái mức là 31.560. Rồi chúng ta thấy được là lúc này là video này chúng ta đã thấy một ngọn nến màu đỏ dài đi xuống tới cái mức đó là thấp chỉ còn có 29.800 Bây giờ chúng ta thấy được là giá BTC vẫn xuyên cái mức là 30.000 mà thôi Thật ra hàng ngày chúng ta theo dõi giá thì cái cảm xúc của bạn sẽ bị dao động Tại vì thấy giá tăng rồi thấy giá giảm nhất là như mà nào mà trade nhiều đó Nhưng mà khi các bạn zoom ra các bạn sẽ thấy được là cái sự dao động giá đã, đã có từ khoảng chừng là cuối tháng 5 tới bây giờ rồi liên tục đã có nhiều đợt như vậy chứ không phải là mới đây đâu các bạn thấy được là trên căn bản giá BTC đó cũng dao động nhưng mà vẫn tiếp tục xoay ở mức là 29 30 ngàn chúng ta thấy được là trong vòng 3 bốn tuần qua đâu có nhiều sự thay đổi đâu khi bạn zoom ra mới thấy được là trên căn bản đó giá vẫn tiếp tục đi hàng ngang ở cái mức là 30.000 đô mà thôi chỉ là các bạn nhìn theo giờ đó các bạn mới thấy được là cái sự dao động mạnh chứ nhưng mà nào mà dễ ngủ đó các bạn thấy là các bạn ngủ dậy à, tới sáng thức dậy thì giá nó cũng như là ngày hôm qua không có nhiều cái sự thay đổi và đương nhiên nhưng mà nào mà theo dõi sát đó, thì sẽ cảm thấy là khi mà giá xuống thì các bạn à, lấy Uber khi mà giá lên các bạn đi Lamborghini. bây giờ là giá xuống chúng ta lại phải lấy Uber trở lại và BTC chúng ta thấy hôm nay đó mặc dù là có cái sự dao động nhưng mà giá nó vẫn cao hơn là thời điểm này ngày hôm qua khi mình làm video chia sẻ với các bạn. Và chúng ta thấy được là một trong những cái đồng lớn mà cũng có cái sự tăng trưởng nhiều ngày hôm nay so với những đồng lớn khác đó chính là Cardano. Thì tại sao thường sẽ chia sẻ thêm một lát nữa với các bạn. Nhưng mà chúng ta thấy được là giá của những đồng lớn hôm nay so với giờ này ngày hôm qua đó thì cũng tương tự mà thôi. BTC thì tăng 1,5%. Ethereum thì tăng 1,4% Chúng ta thấy được là những đồng như BNB đó Thì hầu như không có cái sự thay đổi Mặc dù có rất nhiều thông tin liên quan tới BNB Hiện bây giờ liên quan đến cái việc là SEC đang điều tra đồng BNB và chứng khoán hay là không Reuters thì đang cáo buộc là sàn bay đang rửa tiền Thông sẽ chia sẻ thêm chi tiết với các bạn một lát nữa à, Cardone cũng đã nói tới rồi XRP những đồng khác thì cũng không có cái sự à, nổi bật Các bạn thấy được lên xuống cũng khoảng chừng 1-2% mà thôi nhưng mà hôm nay đó cái thông tin lớn nhất đó chính là cái thông tin dự luật được chia sẻ bởi hai người đây là hai nghị sĩ tại hoa kỳ và cái dự luật này đó rất là đặc biệt tại vì chúng ta đã thấy được là dự luật liên quan đến crypto đó cũng có nhưng mà thường nó họ chỉ chú tâm vào một phần mà thôi đó chính là giống như là phần rửa tiền hay là chú vào cái phần liên quan tới là năng lượng sử dụng đi đào BTC luật thời đào ra sao nhưng mà đây đó là một trong những cái dự luật mà tổng quát bao gồm nhất và đây là dự luật được chia sẻ bởi hai nghị sĩ đó chính là Cynthia Lumis đó là một trong những nghị sĩ mà rất yêu thích thị trường này là nghị sĩ của tiểu bang Wyoming, các bạn cũng đã biết rồi và một nghị sĩ nữa là Kristen Gillibrand và đây là một điều rất là đặc biệt tại vì đây là một cái đề xuất lưỡng đảng có nghĩa là chúng ta thi được là nghị sĩ Cynthia lumas chính là người của đảng cộng hòa và Kristen Gillibrand là người của đảng dân chủ đây là một cái dự luật mà được viết bởi cả đại diện của hai đảng luôn cho nên đây là một cái dự luật mà rất đáng để chúng ta quan tâm đến và mà một cái dự luật mà bao quát nhất mà chúng ta đã từng thấy từ xưa tới bây giờ thì cái văn bản kiến thức của dự luật này đó vẫn chưa có được công bố nhưng mà chúng ta thấy được đã có một số những văn bản đó được uh, truyền tải ra bên ngoài rồi để ra bên ngoài như các bạn thấy được người này đã, đã chia sẻ đây là những cái văn bản được rò rỉ bên ngoài thì rất là dài Văn bản này đó là dài tới 60 mấy trang lần thì đương nhiên Thường chưa có đọc hết tất cả những thông tin này Và có đọc đó nhiều phần chúng ta cũng rất là khó hiểu Nhưng mà trên mạng cũng có rất nhiều những cái nguồn đã thống kê lại những cái điều các bạn cần phải biết Từ dự luật này đó là tốt hay là xấu Thì Thường cũng đã đọc rất nhiều nguồn và cũng đã tổng hợp lại với các bạn và chia sẻ Trong cái video này chúng ta nói là tóm tắt đó thì đây là một cái dự luật nói chung là tốt cho btc các bạn sẽ hỏi là tại sao lại nói là tốt cho btc còn crypto nói chung thì sao thôi như chia sẻ với các bạn một số cách nhìn riêng của thuận thì trước hết đó, đây là cái dự luật tiền điện tử lưỡng đảng của thượng nghị sĩ cynthia Lummis và Kristen Gillibrand đây là một cái dự luật mà họ đã nói tới nhiều tháng rồi bây giờ chúng ta mới thấy ra mắt thì dự luật này đó bao gồm rất là nhiều phần thứ nhất đó là nói về thuế Thứ hai đó là nói về vai trò của CFTC có nghĩa là ban quản lý hợp đồng tương lai và hàng hóa của Hoa Kỳ và SEC có nghĩa là ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ. Điều kế tiếp được nói tới đó là năng lượng dùng trong lĩnh vực crypto. Điều kế tiếp nữa đó là nói về các công ty đào Kế tiếp nữa chúng ta nói tới những cái quỹ lương hưu 1 k Kế đó đó là chúng ta nói tới bảo vệ nhà đầu tư Và cái phần cuối cùng được nói tới dự luật này là một số những luật khác Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó Thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin Và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coi 98 Super App Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường Chỉ với một ứng dụng Coi 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như Lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví thời trang Hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích Giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X Và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi Hãy tải ứng dụng Coi 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi 98 Trước hết chúng ta hãy nói về từng phần đi Mình thường giải thích với các bạn là trong dự luật này có những gì Chúng ta nói về thuế đi Thì đây là một cái dự luật đó mà thật sự là họ khuyến khích sử dụng Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số đó Làm phương tiện thanh toán và miễn thuế cho các giao dịch dưới 200 đô một trong những cái yếu tố quan trọng ở Hoa Kỳ bây giờ tại sao mà nhiều người không có sử dụng crypto làm phương tiện thanh toán mặc dù là hoàn toàn hợp pháp các bạn bây giờ đã mở một tiệm ăn các bạn mở một tiệm dịch vụ các bạn đều có thể thanh toán bằng crypto và có nhiều dịch vụ cho các bạn thanh toán bằng crypto trực tiếp thông qua thẻ hay là không qua ví thông qua mạng lưới Lightning Network đều được hết chỉ là người ta không sử dụng tại vì sao tại vì một trong những yếu tố đó mà phiền phức đó chính là thuế Hiện bây giờ crypto phần lớn nó là loại tài sản như thế nào chúng ta vẫn chưa có rõ, cho nên bây giờ đó cục thuế cho crypto là một loại tài sản như là hàng hóa, có nghĩa là chúng ta nhìn crypto tương tự như là vàng gì đó. Khi mà các bạn sử dụng để mà trả cho một dịch vụ, một cái sản phẩm nào thì coi như là các bạn đã bán crypto của mình thì cần phải đóng thuế. Nếu như các bạn có lời thì rất là phiền phức cho nên nhiều người lựa chọn là không sử dụng dự luật này đó thì khuyến khích sử dụng bằng cách nói là sẽ miễn thuế cho các giao dịch mà dưới 200 đô có nghĩa là người ta sẽ sử dụng hầu hết là hàng ngày 200 đô để đủ để các bạn đổ xăng đủ để các bạn mua phần lớn đồ hàng ngày và đi ăn đi uống rồi có nghĩa là khuyến thích sử dụng thì được số thứ hai đó và là điều quan trọng nhất trong dự luật này đó chính là chúng ta nói tới vai trò của CFTC và SEC như tôi thường đã chia sẻ đó, CFTC là ban quản lý hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ và quản lý hàng hóa có nghĩa là hiểu đơn giản đó là CFTC quản lý tất cả hợp đồng tương lai mà chúng ta biết hiện tại bao gồm luôn cả hợp đồng tương lai của Bitcoin, vàng, dầu vân vân và CFTC đó cũng quản lý luôn những loại tài sản như là vàng, bạc tại vì đó là những loại gọi là hàng hóa đối với lại CFTC thì họ quản lý cái phần đó còn phần còn lại đó là chúng ta thấy được là SEC như là ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ và điều các bạn cần nên nhớ đây đó là trong hai bộ phận này bộ phận mà có thiện cảm hơn với đề crypto đó mà muốn thấy crypto phát triển đó chính là CFTC và chủ tịch của CFTC là một trong những người rất là thích thị trường này SEC đó mặc dù là Gary Gensler là một trong những người rất là hiểu à, về crypto tại vì đã từng dạy crypto và blockchain ở trường đại học nhưng mà Gary Gensler hầu như là một người đó thích BTC thích Ethereum nhưng mà lại rất là ghét những cái loại altcoin cho nên chúng ta mới thấy là dưới cái sự quản lý của Gail Gensler trong thời gian qua đã có nhiều những cái dự án phải đóng cửa cũng như là họ đang kiện một số dự án trong đó bao gồm cái vụ kiện lớn nhất đó chính là SEC và công ty Ripple và chúng ta cũng vừa nghe hôm qua cái thông tin phong phanh là SEC có thể đã đang điều tra đồng BNB có phải là chứng khoán hay là không thì thuận nói là có thể là đang điều tra đồng BNB tại vì hôm nay chúng ta đã nhận thêm một số thông tin nữa trước hết á nhìn vào dự luật nói gì và tại sao tôi nghĩ đó là điều tốt thì dự lực này đó xác định một cái khuôn khổ để mà phân biệt được loại tài sản crypto nào là hàng hóa nghĩa là giống như vàng giống như dầu vân vân và cái loại tài sản crypto nào đó là giống như chứng khoán và dùng phương pháp howey để xác định rằng một tài sản phụ trợ không có nghĩa là chứng khoán điều rất quan trọng tại vì các bạn đã nhớ loại tài sản nào và là hàng hóa đó thì sẽ được quản lý bởi ai cftc là đơn vị tốt hơn đối với crypto còn loại crypto nào mà là chứng khoán đó thì sẽ trở thành được quản lý bởi SEC, cái mà chúng ta không muốn thấy. Và cái cách để mà xác định từ xưa tới giờ đó họ dựa theo một phương pháp gọi là Howey, cũng đã từng chia sẻ phương pháp này trước đây với các bạn. Nói chung nó là một số à, những cái cách để mà phân biệt được đây có phải là chứng khoán hay là không. Nhưng mà đây là một cái cách mà đã dùng từ rất lâu là từ năm 1930 tới bây giờ. Cho nên cái cách này là cách mà cũng đã lỗi thời đối với nhiều người Và một trong những yếu tố quan trọng trong cái cách xác, xác định phương pháp Huawei đó Chính là một cái gọi là tài sản phụ trợ Thường nghĩ các bạn xong hỏi thuận là tài sản phụ trợ là gì Thì đi hiểu đơn giản đó Nếu như các bạn giống như chăm vốn vô một công ty đi Giống như các bạn đi chăm vốn vô công ty Apple đi thì công ty Apple đâu có đưa các bạn một đống điện thoại hay đưa các bạn cái bàn cái giấy công ty nói là đây là cái phần đóng góp của các bạn đây coi như là cái cổ phần các bạn cho công ty sau này đó là tất cả sẽ dựa theo cái bàn cái giấy đó để mà chia lợi nhuận đâu các bạn thì được là họ sẽ đưa cho các bạn một tài sản phụ trợ ở đây cũng như là chứng khoán các bạn chăm vốn cho họ họ bán các bạn chứng khoán nhưng mà hồi xưa thì người ta nói là tài sản phụ trợ là một chứng khoán nhưng mà dư luật nói đó là không hẳn đâu tài sản phụ trợ không có nghĩa là chứng khoán và tại sao điều này lại quan trọng để thường nói tiếp tài sản phụ trợ đó là một tài sản vô hình được chào bán liên quan đến việc mua và bán một chứng khoán thông qua một thỏa thuận hoặc kế hoạch theo một đồng đầu tư như thường chia sẻ với các bạn các bạn chăm vốn vào công ty họ đưa các bạn cổ phần thông qua cách là họ bán các bạn một loại tài sản đó chính là chứng khoán thì để được phân loại là chứng khoán đó thì tài sản khi được số phải cung cấp cho chủ sở hữu giấy nợ hoặc lợi ích vốn cổ phần trong một thực thể kinh doanh quyền thanh lý hoặc quyền được trả lại hoặc cổ tức từ một công ty lợi nhuận đó hoặc là chia sẻ doanh thu được chia chỉ từ hỗ trợ kinh doanh hoặc quản lý của công ty hoặc bất kỳ lợi ích tài chính nào khác từ công ty có nghĩa là các bạn hiểu đơn giản đó là các bạn đầu tư vào một công ty họ sẽ đưa các bạn một loại tài sản và tài sản đó nếu như mà là chứng khoán đó, thì phải cho các bạn một số những cái quyền giống như là các bạn là phải có quyền sở hữu giấy nợ có nghĩa là công ty nếu như mà phá sản thì phải trả tiền cho các bạn một phần dựa theo tài sản công ty hay là nếu công ty đầu tư có lời các bạn phải được quyền hưởng cổ tức các bạn có thể được quyền thanh lý có nghĩa là bán cái cổ phần đó bất cứ lúc nào hay là được quyền trả lại nếu như mà công ty có lợi nhuận vân vân thì các bạn phải có một cái quyền gì đó thì mới gọi là chứng khoán được thì đây là một trong những điều mà họ muốn tách rời ra khỏi tiền cư được số và một chứng khoán Tại vì khi mà các bạn mua token Giống như các bạn đang lưu trữ token của bất cứ dự án nào Giống như chúng ta nói tới các bạn đang lưu trữ token Ethereum Các bạn đang lưu trữ token của Cardano Thì đương nhiên các bạn chỉ lưu trữ cái đồng đó Các bạn có thể là được sử dụng đồng đó trên mạng lưới mà thôi Chứ các bạn không có được một cái quyền gì từ đồng đó hết Giống như là các bạn lưu trữ đồng Ethereum đi Thì cái quỹ Ethereum Foundation họ kinh doanh lời lỗ đó thì các bạn cũng đâu có được quyền để mà hưởng lợi tức đâu hay là các bạn cũng không có xem cái token đó là một cái cổ phần của công ty à, cho các bạn à, một phần tài sản công ty được cũng tương tự như là các bạn đang lưu trữ đồng Cardano thì à, IOSK Input Output Hong Kong là đơn vị mà phát triển Cardano thì họ kinh doanh lời lỗ họ đâu có chia lời với các bạn đâu các bạn không được quyền gì trong đây hết vì lý do đó đó thì một cái token một đồng không phải là chứng khoán Mặc dù là có thể là cái đồng đó đó hoàn toàn không phải là phi tập trung Tại vì sao vậy? Tại vì đó, vừa được nói là tài sản kỹ được số cho dù là không hoàn toàn phi tập trung Tại vì nếu như nói thật sự là phi tập trung đó, thì cái độ phi tập trung cao nhất bây giờ là ở Bitcoin Các bạn thấy được Bitcoin thì đâu có đơn vị đứng chính giữa đâu Bitcoin thậm chí là ai phát hành chúng ta cũng không có biết à, Chúng ta thấy được là Bitcoin đó là một trong những mạng lưới đó hoàn toàn ai cũng có thể tham gia được Là một trong đồng mà phi tập trung nhất bây giờ thì những cái loại đồng khác đó không hẳn là phi tập trung như là Bitcoin chúng ta vẫn thấy là nhiều dự án bây giờ chúng ta có người đứng đầu như là Vitalik như là Charles Hoskinson vân vân thậm chí là nhiều dự án đó họ có luôn trụ sở cho nên không phải là hoàn toàn phi tập trung nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa đó là một chứng khoán tại vì tài sản mà không hoàn toàn phi tập trung đó và được hưởng lợi từ các nỗ lực quản lý và kinh doanh nhưng không phải là chủ nợ hoặc không được quyền hưởng cổ tức hoặc các lợi tài chính khác cho một đơn vị kinh doanh không phải là chứng khoán nếu như mà nộp tài liệu cần thiết cho SEC mỗi năm Thì nghĩa là gì? Nghĩa là đó, cho dù là các bạn đầu tư vào, giống như là các bạn đầu tư vào Cardano, ADA đi thì ngoại trừ cái đội của IOSK, các bạn không biết đội nào phát triển cái mã nguồn của Cardano hay là không? Tuy nhiên là các bạn nói là cũng không nghe nói tới Phần lớn là các bạn phụ thuộc vào một đơn vị đó chính là IOSK Có phải đây là một chứng khoán tại vì các bạn mua cái token và trách nhiệm của IOSK là sẽ đi tìm kiếm đối tác, họ phát triển mã nguồn vân vân. Cho nên các bạn mới có lời khi mà bán đồng Cardano nào hay là không. Nếu như vậy thì có phải đây là chứng khoán hay không thì trong dự luật nói là không phải tại vì cho dù điều đó là thật đi nữa đó, cái token các bạn giữ đó cũng không cho các bạn cái quyền là chủ nợ hoặc là các bạn không được quyền hưởng cổ tức hoặc các lợi tài chính khác từ công ty IOSK cho nên cũng không phải là một chứng khoán và theo định nghĩa này đó các bạn sẽ dễ dàng thấy được là phần lớn những đồng mà chúng ta biết đến bây giờ những đồng như là BNB, Cardano thì hoàn toàn có thể không phải là chứng khoán nếu như mà họ chấp nhận nộp tài liệu cần thiết cho SEC ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ mỗi năm hai lần thì những cái tài liệu là gì thì theo tôi hiểu đó là những tài liệu như là dự án này là đội nào là chủ yếu phát triển dự án này đồng này được ai tạo ra trụ sở ở đâu có nghĩa là họ sẽ không có chấp nhận những cái dự án ẩn danh đâu đó là điều thường hiểu ở đây và điều quan trọng hơn đó là chỉ có tòa mới có thể quyết định tài sản nào là chứng khoán nếu như mà có tranh chấp thì nếu như có tranh chấp là gì nếu như mà có tranh chấp đó có nghĩa là SEC kiện là các bạn là chủ dự án bán một cái token mà có khả năng là chứng khoán mà không đăng ký nhưng mà dưới dự lực này đó thì SEC không có quyền nói cái gì là chứng khoán thì không phải chỉ có tòa mới được quyết định mà thôi vì vậy nếu như mà SEC muốn tuyên bố crypto này chứng khoán đó chứ không phải là hàng hóa thì cần phải ra tòa không có cách nào khác ngoài điều đó thì các bạn thấy được là SEC cần phải cẩn thận tại vì cái tài nguyên của họ cũng có hạn họ không thể nào mà đem tất cả ra to được tóm lại phần lớn của crypto sẽ được phân loại là hàng hóa theo dự luật này đương nhiên SEC đó sẽ giám sát thị trường chứng khoán trong khi CFTC thì giám sát thị trường hàng hóa BTC và Ethereum đó dưới dự luật này sẽ được đảm bảo là hàng hóa và dự luật Lumus Unibra này đã cấp quyền tài phán thị trường spot độc quyền cho CFTC tại vì nếu như mà được phán là hàng hóa đó thì thị trường spot sẽ được quản lý bởi CFTC chứ không phải là SEC đối với tất cả các tài sản kỹ thuật số được phân loại là hàng hóa các cơ sở giao dịch sẽ đăng ký với CFTC để tiến hành các hoạt động giao dịch và tuân thủ một số quy tắc được đưa ra từ CFTC có nghĩa là những cái sàn đó có thể là phải đăng ký về CFTC Nhưng mà nó sẽ không phải là phức tạp như là SEC Tại vì SEC mỗi lần mà chúng ta đã nhớ là Coinbase muốn ra một cái sản phẩm mới đó Thì SEC đã muốn kiện họ rồi CFTC thì có thể là dễ hơn Và vì lý do đó đó khả năng chúng ta cũng sẽ có một cái ETF spot Bitcoin của Hoa Kỳ Được thông qua dưới quyền của CFTC Thêm vào đó, đó thì SEC và CFTC, cái hai đơn vị này đã có nhiệm vụ nghiên cứu và báo cáo về việc thành lập một tổ chức tư quản có tên là SRO để có thể bổ sung công việc quản lý riêng cho thị trường crypto này. Và họ cũng được giao nhiệm vụ phát triển một số bộ hướng dẫn an ninh mạng cho các nhà cung cấp dịch vụ tài chính kỹ thuật số. Đây là một thông tin tôi là rất là tốt đối với là Bitcoin và crypto nói chung. Và các bạn có thể thấy được là SEC bây giờ đó thì không được happy lắm Họ không có vui khi mà họ đọc cái dự luật này Tại vì dự luật này đó hầu như là cả cái phần này là muốn tước quyền của SEC Ban quản lý cho công Hoa Kỳ và giao quyền đó cho Ban quản lý hàng hóa CFTC của Hoa Kỳ Đương nhiên nếu các bạn là SEC các bạn có vui hay là không Tôi nghĩ hôm nay là Gary Gensler sẽ không có vui lắm đâu khi mà đọc cái dự luật này, và dự này ra lại được hai nghị sĩ từ hai đảng và là hai nghị sĩ cũng có tiếng tâm. Theo thuận đó thì chúng ta cũng có thể thấy được là cái sự lạc quan đã bắt đầu có về À, những cái luật của Hoa Kỳ đã xảy ra sao cái này chưa phải là luật cái này chỉ là một cái dự luật mà thôi nhưng mà cũng ít ra cho chúng ta một cái khuôn khổ là Hoa Kỳ đó sẽ có một cái luật như thế nào tại vì thường đó cái dự luật này sẽ được thông qua quốc hội rồi sẽ chỉnh sửa nhiều phần nhưng mà các bạn thấy được là cái phần chỉnh sửa đó có thể là một phần này phần kia mà thôi nhưng mà cái sườn đó cái phần chính của cái cách quản lý nó nó cũng sẽ tương tự như vậy cho nên đây ít ra cũng cho chúng ta một dấu hiệu là luật Hoa Kỳ sẽ ra sao và đây là một trong những điều mà nhiều bạn cũng lo lắng điều này đó nói chung thì đương nhiên thường nghĩ là tốt do cho bitcoin và crypto nói chung đó, những đồng lớn nhưng mà có một số điều đó thường vẫn chưa có rõ ở đây và đối với là một số những cái dự án nhỏ đó có thể là đây không phải là điều tốt đâu tại vì các bạn nên biết là phần lớn có thể là được quy ra thành hàng hóa và được quản lý bởi cftc nhưng mà vẫn có một phần là sẽ bị liệt vào chứng khoán đó và sẽ được quản lý bởi sec và chúng ta sẽ thấy được là cho dù là các bạn là một cái dự án mà không phải là chứng khoán nhưng mà là một dự án mà có một công ty quản lý đó nói chung đó là không phải là phi tập trung lắm thì vẫn có thể là uh, được quản lý bởi SEC và thêm vào đó nữa đó là những cái dự án mà ẩn danh đó, hầu như là không có cửa nữa chúng ta thấy được là những gian ẩn danh uh, sẽ không thể hoạt động được ở Hoa Kỳ tại vì chúng ta cần phải cung cấp thông tin cái đội phát triển là ai và tiền được lưu trữ đâu tất cả như đó đã điệp được công khai và cung cấp cho một là SEC hay là CFTC và còn về những sàn đắc thì sao những sàn phi tập trung đó thì làm sao hoạt động được đó là một trong những cái vấn đề thông vẫn chưa hiểu bây giờ tại vì cho dù là chúng ta thấy được là những đồng lớn thì thuộc về CFTC đó là điều tốt nhưng mà chúng ta lại thấy được là những cái đắc sẽ ra sao sẽ ảnh hưởng như thế nào nếu như mà những cái đắt đó đó họ không muốn công khai danh tính của họ có phải là họ sẽ không được động ở Hoa Kỳ hay là không đó là những điều chúng ta chưa có biết hiện tại nhưng mà nói chung đây cũng là một bước tiến tới tốt Kế tiếp đó chúng ta nói về năng lượng dùng trong lĩnh vực crypto đi thì phần này đó họ nói về cái dự luật cũng yêu cầu nghiên cứu về cái mức tiêu thụ điện năng của các tài sản kỹ thuật số có nghĩa là hoa kỳ sẽ tự tổ chức một cuộc nghiên cứu riêng chứ không có phải là dựa theo một cái nghiên cứu có sẵn mà nhiều người dùng hiện tại dự luật cũng sẽ tìm cách xác định bitcoin giúp xã hội tiến gần hơn đến các mục tiêu khí hậu về việc triển khai nhiều năng lượng tái tạo và năng lượng sạch hơn đồng thời đó giảm lãng phí năng lượng có nghĩa là bitcoin đào đó là tốn rất nhiều năng lượng ai cũng biết rồi nhưng mà vì lý do đó đó các bạn nên nhớ là những cái xưởng đào họ cũng là những người kinh doanh không lý do gì mà họ chịu trận mà trả cái năng lượng đào giá cao lúc nào họ cũng đi tìm những năng lượng tái tạo năng lượng sạch có chi phí rẻ hơn cho nên bitcoin đó vì lý do dùng quá nhiều điện nhưng mà đó không phải là điều xấu đâu, đó cũng là một trong những cái sự thúc đẩy để cả xã hội tiến dần tới các mục tiêu khí hậu để có được năng lượng tái tạo và năng lượng sạch tốt hơn. Tại vì không có gì thúc đẩy một cái sự phát triển của thị trường ngoại trừ là nhu cầu và tiền bạc. Chúng ta cũng nên biết đó là trở về hồi xưa đó khi mà Internet bắt đầu có, các bạn có biết là hôm nay Lý do là sao các bạn có thể ngồi ở nhà bấm cái nút trên điện thoại và xem thuận được hay là không Tại vì đó đã có nhiều nhu cầu phần lớn đó là hồi xưa đến từ 18 cộng tại vì người ta muốn coi những cái phim đó cho nên người ta mới có nhu cầu là internet nó phải nhanh hơn và làm sao để tải hình và tải âm thanh và tải video lẻ hơn cho nên vì lý do đó đó nhiều cái sự phát triển và nhiều phát minh để được tạo ra vì cái nhu cầu đó cho nên các bạn đừng có coi nhẹ việc bitcoin có thể giúp đỡ ca sỏi tiến gần hơn với mục tiêu có năng lượng tái tạo tốt hơn cái đó là chúng ta nói công ty đào đi thì du lịch cũng quy định rằng là các công ty đào đó không phải là người môi giới các bạn đã nhớ là có một số những cái luật của Hoa Kỳ cho những người đào đó là người môi giới tại vì họ di chuyển giao dịch trên mạng lưới cho nên coi là người môi giới thì dù nói là không phải đâu và Bitcoin thu được từ cái hoạt động của họ sẽ không được coi là thu nhập cho đến khi được chuyển đổi thành tiền tệ pháp định như là đô la khi mà họ đào họ được thưởng Bitcoin đây thì chưa phải đóng đóng thuế tới khi nào họ bán thành đô la mới đóng thuế dự luật cũng nêu rõ rằng các thỏa thuận cho vay tài sản kỹ thuật số đó không phải đó là đóng thuế cái đó điều à, thứ năm là, là, liên quan tới quỹ lương hưu 401k các bạn đã nhớ là phải đeo thì công ty đầu tiên nói là họ muốn cho những cái công ty mà sử dụng quỹ lương hưu 401k đã có thể tiếp cận được về bitcoin bằng cách là cho nhà đầu tư có thể đầu tư một phần nhỏ vào trong btc để mà về hưu thì dự luật này đã yêu cầu là văn phòng giải trình chính phủ GAO phân tích các cơ hội và rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Bitcoin cho tài sản hưu trí. Kết quả này ra sẽ được công báo cho Quốc hội, Bộ Ngân khố và Bộ Lao động. Tôi nghĩ là cái uh, lý do tại vì Bitcoin quá dao <laughs> động đó ta không còn là lý do nữa. Khi mà chúng ta chứng kiến mới đây thôi, có biết bao nhiêu là những công ty lớn của Hoa Kỳ đã giá cả dao động mấy chục phần trăm một ngày. Chúng ta nói tới những công ty như là chúng ta thấy là Netflix, PayPal chúng ta nói tới uh, siêu thị Target một ngày thôi đã di chuyển 30-40% trong thời gian chỉ có một ngày Thì thường không nghĩ là họ nghĩ Bitcoin dao động nữa đâu Trong khi chứng khoán đã là như vậy rồi Và chứng khoán là một trong những cái tài sản trụ cột Trong những cái quỹ đầu tư 401k để mà dự hưu Điều thứ sáu họ nói tới đó là bảo vệ nhà đầu tư Dự luật này sẽ yêu cầu một số các dịch vụ cung cấp tài sản được số đó Cung cấp thông tin về sản phẩm của họ Bao gồm cả việc lập phiên bản mã nguồn cách xử lý hợp pháp đối với từng tài sản kỹ thuật số và dự luật này đã trao quyền người dân tự giữ và kiểm soát các tài sản kỹ thuật số mà họ sở hữu có nghĩa là như thường chia sẻ đó những cái dự án họ sẽ không có ẩn thân được mà phải cung cấp tất cả thông tin một cách minh bạch nếu như muốn hoạt động ở Hoa Kỳ và người dân đó cái quyền sở hữu tiền kỹ thuật số đã được bảo vệ bởi pháp lý không ai có thể tước cái quyền đó không ai có thể nói là tự lưu trữ tiền trong ví cá nhân là phạm pháp hoàn toàn không được nói tới điều đó nếu như chưa được, được thông qua tại vì đó là quyền của người dân hoa kỳ và phần cuối đó họ cũng nói về một số những cái luật khác như là điều khoản bao gồm các khía cạnh về những đồng ổn định stablecoin chẳng hạn như là yêu cầu đôi công ty giữ usd hoặc các khoản tương đương và cho phép khách hàng đổi lại lấy tiền bất kỳ thời điểm nào thì đây là tóm tắt cái dự luật của hoa kỳ ngày hôm nay mà tôi muốn chia sẻ với các bạn các bạn nghĩ sao? Các bạn hãy comment ở bên dưới Thuận nên thì thấy dự luật này nói chung là một bước tiến tới tốt Dự luật này đó có thể là tốt hơn hay không? Có thể là có thiện cảm hơn với crypto hay không? Như là không có những cái như điều kiện như là bắt buộc tất cả dự án là phải đăng ký không nói rõ về Dax sẽ ra sao Nhưng mà ít ra đây cũng là một cái bước tiến tốt đối với Thuận Về sự hợp pháp của tiền luật số Hoa Kỳ Và có lực là tốt miễn là có lực có nghĩa là họ không có ý định cấm và có lực đó, rõ ràng hơn thì sẽ thu thêm nhiều người vào tham gia thị trường này. Các bạn thấy là rất nhiều những quỹ đầu tư, những công ty họ muốn tham gia vào nhưng mà tại vì lực chưa rõ ràng cho nên họ chờ có lực rõ ràng họ mới tham gia vào. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a